Tại sao mà con luôn luôn con chui vô đó rồi con kẹt, con ra không được rồi con ngồi đó con khóc hả Âu Lạc? Đây là lần thứ mấy rồi Âu Lạc? Đây là lần thứ mấy rồi con lật ngã ghế ra rồi chui vô rồi kẹt rồi khóc? Con tự đứng lên, con tự chui ra đi. Rồi hai anh em lật ngã ghế ra chi vậy hả? Ông là con ăn cái gì đó? Anh em chui vô được phải chui ra được nghe chưa? Mẹ tiếp cho. Mẹ tiếp nè, đứng dậy. Con đứng dậy. Rồi. Mẹ bồng con ra nha. Rồi, không có chui vô nữa nha. Con chui vô nữa làm gì? Chào ông. Chào ông. Chào anh Nam. Ô là con chui vô rồi con lại kẹt rồi con lại khóc phải không? Tại sao con chui vô? Tại sao con chui vô? Hả?